chi chi quý ba hát tiếp vô nhân dân rồi cũng hiểu rồi không biết sao đấy. Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã lên kênh Nhã TV nha mọi người. Thì mình là Nhã, còn đây là thằng Dẻo nha mọi người. Đó. Nói chung hôm qua thì hôm qua mày nhớ nó dùng cái điện thoại tao vô nước không? Mọi người điện thoại mình gì nè mọi người. Mà nó lấy dục vô nước xong rồi nó chỉnh cái màn hình mà kiểu màn hình bị hư á mọi người. Rồi nó đổi mật khẩu Facebook, ố lộn, đổi mật khẩu đổi cái mã pin của mình luôn mọi người. Cái mã pin mà đấy mình đăng nhập cho cái điện thoại nó đổi luôn. Phan để mình chỉnh cái này cho nó tối tối được bớt. Sao ta? Ở đây. Nó chỉnh nó đổi cái mật khẩu mã pin luôn mọi người. Mình vô đâu được đâu. Mình lướt chẳng được ngay nhưng mình vô không được. Mình tưởng nó bị mát cái nguồn hay bị chập mặt gì giống mọi người, mình sợ quá trời luôn. Cái điện thoại đi chỉnh clip nữa mọi người. Với lại đang chỉnh lỡ dở nữa. Chơi kiểu đó nó dục vô nước vậy đó. Cay quạo chứ. Hôm nay chơi lại chứ. Chơi gì mà hưng vậy? Hôm về mày thấy John Ma không? Có thằng danh John Ma nhưng không bao giờ thành công được. Đúng. Con ma gì như nhìn như một thằng hề. Đúng. Hôm nay để mình làm cho nó xem nha mọi người. Mình quá trang cho nó xem. Nó làm mang heo hả? Như vậy? Mang chúng ngã heo. Heo ông nội mày heo. Ma gì mà heo? Có. Mày điên nghe. Ma heo. Em nghe chuyện ma hoài nó nói vậy. Thì ok bữa nay mình sẽ bắt đầu cái màn John này nha. Mọi người muốn biết mình John mà mình giả ma mà cái tình huống đưa vào như thế nào á cho nó hợp lý á. Mọi người xem hết video sẽ biết nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đặt cái quay ở đây nha mọi người. Vì cái lý do mà tụi nó phát hiện cái quay hoài á, cho nên bữa nay mình sẽ đặt cao lên xíu nữa. Mình lấy đồ mình che lại để coi bữa nay nó phát hiện được không nha mọi người. Ok. Để bây giờ mình ra ngoài mình không, giờ mình sẽ quá trang cho. Giờ mày làm ai hết á làm ai? Anh ai biết, ai làm cũng được hết á. Làm ai gì cũng được. Vậy? Làm ai gì? Mà chú dạy. Mày làm đi. Mày làm ai đi? Ok. Ok. Vậy bây giờ tao đồ quá nhẹ mày. Ok. Bụp xít. Chúng ta đã phải rợn người khi chứng kiến những tác hại mà ma túy đã gây ra cho con người. Không làm chủ được hành vi, tự quỷ quại bản thân mình, dần dần. Dù việc dù mới xảy ra. Ok mọi người, đây là cái nắp che. Ở đây mình đã quậy miếng máu giả trong đây mọi người. À đó. Kinh khủng chưa? Bây giờ mình sẽ quá trang nhân dẹo nha. Biết đầu lớp. Thank you.
chuối đẫm máu. Ok mọi người, thì bây giờ mình đã quá trang xong cho thằng dẹo nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy con ma là như thế nào nha mọi người, không giống như danh đâu. Ui sợ quá phải. Rồi mọi người sẽ là con quỷ luôn chứ con ma gì nữa. Mọc nanh luôn mọi người. Vú bị chảy máu rồi hoàng nha, vú này chảy máu luôn nha. Bị chui vô cái góc tủ này nha. Chui mà bị muốn chỗ tới mà tết mày lại luôn. Rồi một hồi á, khi mà tao khều mày á, hoặc là mày thấy tao đấm lưng cho mấy nó đang ấy mày ra đúng không, đấm lưng thì tao hút gió không mày thấy ra hiệu đó lại ra đây biêu biết biết biêu à biêu biết biết biêu là bắt đầu mày ra mày đấm lưng nha, mày ăn khí thế này nha. Rồi vô vô chưa vô, ok ok được rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ lấy cái mền, mấy cái mền, cái đống mền của tao đâu mọi người, mình đắp dẹo lên nha. Rồi mình ngồi im ghê nha, mình đừng nhúc nhích nè, mình thấy nha. Rồi bắt đầu màn trên mọi người, mọi người muốn biết màn hai hấp dẫn như thế nào thì đón xem, đón xem. Bài trên màn massage body từ nay mày thấy tao đẹp trai bắt đầu đây mày à, hai bay nằm xuống, hai bay nằm sắp xuống, tao massage body đẹp lắm thầy. Quay lại con hô. Nằm quay lại đây nè. Khó, chết mẹ mày rồi con. Đó, con đi nè. Đó, cái mẹ con bài con á, thiệt. Quay lại. Mày massage không? Massage đi ra. Tao massage anh Tòng. Không, mày ngu quá này được. Mình đã massage được. Tao đánh lưng mình mạnh nha. Massage có hư giãn mọi người không? Hư giãn à. Thấy hư giãn rồi đó. Quay đầu lại đây mới đúng. Quên. Quay đầu lại đây. Gì với trời. Rồi đây nè, bắt mặt chưa từng vậy đó, đúng không? Rồi xong mày bắt một bài nhạc thiền cho mày nghe cũng được. Mà khỏi cũng được. Rồi xuống đây, mày sát dách. Để tao ngồi dính giữa, tao massage hai thằng lượt. Tao có bài thằng này không mà. Lẹ đi, lẹ đi. Xin lên đây, thằng Tòng. Sát qua đây. Rồi, xin lên. Rồi bây giờ là tao nhắn xuống từ nhà. Chạy ra áo rồi. Chạy ra áo rồi. Áo không cần. Mất. Đầu hàng. Mày lấy cái tay lên. Nghe xưa kêu không? Nghe xưa kêu không? Nghe xưa kêu không? Không tạo lên. Chết rồi mọi người. Im. Nghe xưa kêu không? Mày nghe xưa kêu không? Bệnh viện nó mở thở luôn đó. Mày thấy cái chạch của nó đó. Nó chạy cái đó thôi, thấy cái chạch đó vậy. Lên. Úp mặt vô đó luôn, úp cái mặt vô luôn. Ừ. Sao hả? Tao massage lên cổ. Không. À. Mày đi quậy không? Đi dọn. Dọn. Anh mấy ngày, anh mấy ngày. Ê ê ê ê ê ê ê ê. Phải không? Phải không? Ok. À. Nó xa la vậy, giờ bắt mặt xuống. Bắt mặt xuống. Nè bắt mặt xuống. Láo. Nhẹ rồi. Rồi nhả. Nó nhẹ nhẹ. Ừ, được rồi. Nhẹ. Đừng có bóp anh trả lời. Mạnh lớn nha, lớn nha. Ai ai gái này nghẹt đảo. Nghẹt cỏ ai 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 nhỏ. Nhỏ. Dạ dạ dạ. Hứa là dạo. Nhớ ngoại đi nhỏ.
kiểu khác như thế rồi. Đi nợ nè, đi đi hả? Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, người vì anh cố níu duyên chỉ toàn nhân lấy yêu phiền. Mày làm sao đi cục cái giò mày đó? Chặt luôn đi. Ngu dở. Nay mày không sợ là sao? Sợ gì? Tao chơi với mày á. Chơi chơi. Dạ đi xe nữa. Không sợ muốn giờ mình nghĩ thôi mày. Mày bây giờ mày đang mất xa cho ta xưa đã đi. Ôi nhớ mấy ngày nè. Giờ kêu hàng vô chứ kêu hai hàng vô muốn nhìn chết quay cho mình quá. Ừ. Giờ chơi chơi ngàn thôi. Ok, mày nhả ma với đứa con tối nay ngủ mà bắt. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ chơi một thằng của mọi người, hai thằng đẻ đập dễ quá trời. Cái mày gà, cái mày gà để đây. Mày gà sao đi? Hợp tác tao xíu đi. Không, tao kêu nó vô luôn. Hợp tác đi, mới tao không cho thằng này nữa thiệt. Thầy đó, không không? Hứa luôn. Không cho thằng này nữa thiệt luôn. Chắc cứ đi. Chắc nữa là... Đóng ngay bây giờ. À, Rồi sao rồi? Chưa với nước miếng. Tao hứa mà tao lớn tao nói chuyện là uy tín. Mày hứa đó. Nhìn mặt vậy không uy tín hay gì? Nhìn mặt mày lắm uy tín rồi đó. Thấy mà anh cũng uy tín. Mày nói chồng mày đó. Mày đi mày. Chơi gì nó làm chết vậy. Mày lại cái đầu kì vậy. Má kì cậu bé. Má cái đầu bé nữa. Ừ cũng được. Mày qua đây tao chỉnh cái đầu đi cho. Cái mặt mày phải hồn lên đúng không? Em định cho bú vú rồi, không chịu bú. Giờ mình nấp đi. Ok, giờ mình sẽ ra mình kêu thằng khác nha mọi người. Mày đi vô đây. Đang ngoài chơi, kêu chọc gì vậy? Mày thấy thằng nó ra cái mặt thằng nó sự phê sướng không? Ờ, tao mới kêu vô đây nó lưng đó. Mắt xa, tao mới học bài trên mạng. Mày thấy cái ông ngồi trên mạng có chuyện mà mắt xa kêu rớt đó không? Bẻ xương hả? Ừ, rớt, bẻ xương. Ủa bẻ nó đậu đó. Vậy tao đấm lưng thôi. Ừ. Spa đúng không? Chuyện cái gì mày kêu đấm lưng? Làm sát sớm tao đấm lưng. Chuyện cái bên này mày đấm lưng. Tận hẳn cho nè, tao học đẩy mày mốt tao đi cho mở xì ba luôn. Xì ba thanh nhã vlog luôn ha. Wow. Thiệt. Rồi, cái mặt xuống cái gói nè. Mặt xuống gói luôn. Nó mới chấm trong xì ba đúng không? Rồi, giờ là giờ tao bẻ xương trước ha. Để hai tay nó đừng để trên đầu vậy. Ừ. Nhẹ thôi. Đây là xuống. Nào. Ây dồi. Thằng kia kìa. Mặt xuống. Rồi, giờ ta đóng lưng nha. Để hai tay xuống xuống thôi. Xuống này luôn. Không. Phải không? Phải không? Đó, bút lưng bút dai rồi cho. Hơi bị đỉnh đó. Tâm nha. Để cái nào.
biết đơn giản không nhỉ? Đơn giản luôn hả? Dạ em nha, lúc này là tao đánh phê nè. Rồi quan sát chút nha. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ tới dành cho mọi người. Thì bây giờ ba quay tác ra đi, ba quay ra sao? Ba quay ra, tác gì ba quay ra? Chứ tao làm gì? Chứ tao đâu gắn tao nhát ma mày không? Bây giờ ba? Dạ lắm dạ. Tôi cất cái đầu người, tôi ký đầu người. Thì vậy em thích dành cho ba. Vậy em thích dành cho ba. Cuối cùng tôi mật như vậy. Khùng quá mày, dạy em nằm đây mày nằm đâu? Đang dạy em trốn này mà. Rồi, mở đi, đi. Mày đi mẹ cho bố sữa. Dấp. Nhìn thấy giống quỷ vậy cũng chờ không? Ừ, giống quỷ vậy. Quá sang hết, giống quỷ vậy sao á? Lý lẽ đi, chờ quay. Cái chừng, cái chừng quay nói chuyện mấy đứa con. Không, xạo quá mày. Ngàn quay nó thiệt luôn á. Này, anh thấy có sang không? Cái gái đắp lưng, em đắp lưng nó thấy cái mặt nó phê không? Thằng em sùm gì đắt kìa. Em đắp lưng nó la đó. Em chơi theo kiểu của mấy ông trên mạng á. Đại sư có thể ngon lắm, xuống đây nhảy quá xuống thư giãn luôn không? Thư giãn là không đó anh bo kính đi xúc cổ hồng rồi bạn gái không hả bạn gái thư giãn không hả à. Thư giãn quá đấy quá sao chưa có gì vậy? Thôi quá sao chưa. Không ai có dây đâu, bây giờ thôi. Đó, góc. Hãy cái massage. Cái massage bù lại cho. Thôi, đừng góc nữa. Vô bị con gọt đít à. Không có. Không á. Hai bên bên kia vui vẻ chị. Đó, qua nè, hai tay xuống. À. Ôi, chết nó nha. Quay lại xuống. Quay lại xuống. Cái mày nó sao làm chó như thằng này bụng ấy. Lắm bụng, nó lắm bụng ấy. Lấy cái áo kìa. Thôi, lắm bụng xấu nè. Mấy mày đè cũng chết gì vậy thôi. Mặc xuống nha. Rồi.
hả? Mắt mình hơi hơi nha. Ừ, phê. Hả, sao? Bà bà bà. Dạ. 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 Bây giờ mẹ nó thôi tôi chạy mà
Sao? Má ông quay cái con á nó không quay. Má chỉ vì thấy quay giòn chán mình kia tao, tao sợ quá trời sợ, tao chán quá trời chán rồi đó. Má không đóng mất mẹ mày. Má không cho tao ở nhà này nữa đâu. Má không cho mày, mày cho ma đi. Má trời dạ. Sao anh cho mai tao được? Má tao biết rằng phận tao hèn hả rồi thầy. Tao giỡn đi dạy quay đâu. Cúc cái đó. Để hơi dán nè, dấu mặt nha, thấy dấu bực không? Ngồi lắm rồi. Tôi giọng một cái không mất nữa đó. Ok mọi người, nói chung là cái màn trao mình cũng thành công mỹ mãn nha mọi người. Mình hay làm cái màn trao của mình rồi đó. Nếu mọi người video không hay lòng rồi. Tôi muốn chết chứ. Thôi cái mặt của nó nè. Cái mặt của mình dễ à. Mày không dễ mà đi. Dễ mà đi, tôi đúng mày đi, tôi mập như hay. Ủa, tao đâu ngu. Ủa, tao đâu ngu. Bởi mà mập đi. Nếu mọi người thấy video này hay, bấm like đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha mọi người. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.